Hello, xin chào quý vị nhà đầu tư, rất vui được gặp anh chị em trong buổi review thị trường chứng khoán buổi tối ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Vinashark. Mình là Đạt Trương. Trong ngày hôm nay chúng ta có phiên hồi phục tương đối ấn tượng của chỉ số VN30 và chỉ số VN-Index đúng không ạ? Với VN-Index có những thời điểm đóng cửa, xin lỗi là mở cửa thì gần sát mốc 1.200, có những thời điểm liếm xuống vùng 1.200 điểm là mốc tâm lý quen thuộc đối với nhà đầu tư Việt Nam. Sau đó thì chúng ta có mức giá đóng cửa cuối phiên sáng cũng nằm về phía dưới mốc 1.200 điểm, 1.199.88 thì phải. Và ấn tượng nhất thì đó là trong phiên chiều, với lực đẩy từ nhóm cổ phiếu đầu tư công và các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán thì đẩy cho chỉ số VN-Index vừa lên trên vùng 1.200 điểm đóng cửa ở phía trên khu vực tham chiếu. Tương tự như vậy là chỉ số VN30. Như vậy đầu tiên trong ngày hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu qua sơ qua về cái lý do tại sao mà thị trường Việt Nam chúng ta có được sự hồi phục ấn tượng như vậy, và cái điểm thứ hai là về cái bối cảnh hiện tại về mặt vĩ mô. Trong đó thì trong đêm ngày hôm qua thì chúng ta có những thông tin mới nhất về chính sách điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, và sau đó thì một số thông tin trong ngày hôm nay cập nhật vào chiều ngày hôm nay thì là về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thì điều đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu lý do tại sao mà thị trường Việt Nam chúng ta có được sự hồi phục mạnh mẽ như vậy. Thì cá nhân mình cho rằng đó là bởi cái trạng thái tiết cung, hay còn gọi là cái trạng thái tâm lý có phần là tương đối bi quan cùng cực rồi. Thì với mức thanh khoản thời gian gần đây của thị trường đã rơi xuống rất là nhanh chóng, cùng với cả mức giá thì chạm đến vùng 1.200 điểm. Quan trọng nhất tại đây đó là mức thanh khoản trong ngày hôm qua, thì cái giá trị giao dịch của thị trường là ở mức thấp nhất kể từ tháng 11 của năm 2022. Khi mà chúng ta nhìn một cách đo lường động lượng định lượng hơn ấy, thì cái cung cầu của thị trường cũng đã chạm được đến mốc là 10%. Thông thường thì dưới 10% là chỉ báo định lượng mà chúng ta thấy rằng là đang đo lường được mức độ tâm lý xuống mức rất là thấp rồi, rất là bi quan rồi, không hẳn là vùng đáy. Tại vì đôi khi thì tâm lý nhà đầu tư chúng ta cũng đã bi quan rồi, nhưng có thể có những tác động về mặt ngoại lực hay là những cái biến cố mới về bối cảnh của thị trường có thể khiến cho thị trường có thể chiết khấu sâu hơn. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn vào trong quá khứ, những cái thời điểm khi mà chỉ số chạm xuống vùng 10% này thì đại đa số là thị trường có thể sẽ tạo ra những cái vùng đáy ngắn hạn. Thì đây là một điểm chúng ta có thể đáng lưu ý. Tuy nhiên trong cái bối cảnh hiện tại thì nó cũng gần giống tương tự như là cái sóng điều chỉnh của tháng 4 2020 hay là sóng điều chỉnh của tháng 4 2022, thì chúng ta đang trong một cái giai đoạn biến động tương đối mạnh về cái bối cảnh của thị trường quốc tế, và cái tác động về mặt ngoại lực này nó đang khiến cho thị trường Việt Nam chúng ta có thể là cái xác suất trong việc chúng ta bắt đáy ở ngay cái vùng xác suất tâm lý thấp thì có thể chưa phải là một phương án hành động mà phù hợp. Thì khi mà chúng ta quan sát chẳng hạn như vào sóng điều chỉnh của năm 2020 thì cũng có những thời điểm khi đường cung cầu chạm xuống dưới vùng hai dùng dưới vùng 10%, tuy nhiên chỉ số vẫn rơi tiếp. Tương tự như vậy là vào giai đoạn sóng rơi của tháng 4 2022 thì cũng có những thời điểm cũng đã chạm đến vùng dưới 10%, tạo ra được vùng đáy ngắn hạn, tuy nhiên hồi phục chỉ khoảng 2 đến 3 phiên, sau đó chỉ số lại một lần nữa trôi xuống. Thì nếu anh chị chúng ta có nhớ thì đây là giai đoạn điều chỉnh rất là sâu của thị trường quốc tế trước trước Việt Nam mình khoảng 1 đến 2 tháng. Thì trở lại với cái giai đoạn hiện tại, chúng ta đã chạm được đến vùng đáy tâm lý rồi. Nhưng về thị trường quốc tế vẫn đang trong một giai đoạn có thể coi là cái tiềm ẩn về biến động. Thì trong đêm ngày hôm qua, thông tin đưa ra cũng rất là rõ ràng, với anh chị chúng ta cũng đã theo dõi, thì đó là diễn biến về nâng lãi suất 0,75%. Tuy nhiên thông tin cũng không khác biệt quá là nhiều so với những dự báo trước đó. Thì lý do tại sao mà thị trường quốc tế lại có những sự phản ứng dữ dội như vậy, hay là thị trường Việt Nam lại có những sự phản ứng dữ dội như vậy? Thì khi mà chúng ta nhìn vào chart của Dow Jones trong ngày hôm qua chẳng hạn, thì khi mà mình nhìn vào chart 15 phút, chúng ta có thể nhìn rõ những cái thời điểm đầu tiên là cái ra quyết định nâng lãi suất chỉ có 0,75%, chỉ số vọt lên 31.000. Sau đó thì cái diễn biến thứ hai đó là cái lãi suất mục tiêu cho 2023 và 2024 được đưa ra. Thì thay vì như kỳ vọng lãi suất mục tiêu cho 2022 trước đấy ở mức là 3,4% thì nâng vèo phát lên 4,4%. Tiếp theo đó là cái mức kỳ vọng cho lãi suất mục tiêu của 2023 chỉ ở mức 3,8%. Hiện tại cái mức trung bình, cái dự báo trung bình của các thành viên của Fed lúc này đang ở mức là 4,6%, và chỉ đến năm 2024 thì lãi suất mới có chiều hướng là suy giảm, và chỉ có thể coi như thực sự hạ nhiệt vào năm 2025 trở đi mà thôi. Thì tất cả mọi thứ thì đều xoay vòng xung quanh số liệu CPI đưa ra vào tháng 8 vừa rồi,
Có lẽ với cái biểu đồ về lãi suất mục tiêu này thì dường như các thành viên của Fed đang có phần là tương đối lo ngại đến cái tình trạng về lạm phát đang có chiều hướng là chuyển sang CPI lõi, đặc biệt là tháng 8 so với tháng 7. Thì trong ngày hôm nay, thị trường Việt Nam chúng ta cũng đã có những sự phản ứng. Chính xác là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chúng ta cũng đã có những sự phản ứng tại đây. Trong đó thì lãi suất nâng từ 0,2% cho đến 1% tùy từng loại lãi suất. Trong thời gian vừa qua, dĩ nhiên chúng ta cũng phải ưu tiên hai mục tiêu. Thứ nhất là ổn định về tỷ giá và thứ hai là duy trì hỗ trợ thanh khoản. Thì mình cũng đã tiêu đến 20% dự trữ ngoại hối để ổn định về mặt tỷ giá rồi. Và dường như đến thời điểm có lẽ chúng ta cũng đã phải nới lỏng ra, hay chính xác là thắt chặt hơn. Thì ở đây dĩ nhiên là thông tin cũng tương đối là tiêu cực đối với thị trường Việt Nam rồi. Trong ngày mai thì có thể đối với tâm lý của nhà đầu tư chúng ta cũng chưa quá bi quan và không quá là hoảng loạn. Như chúng ta đã đề cập đến thì tâm lý nhà đầu tư chúng ta cũng đã đến, nhà đầu tư Việt Nam cũng đã đến một cái giai đoạn tương đối là cùng cực về mặt tâm lý rồi trong ngắn hạn, và cái dư địa để cho cái lực bán tham gia trong thời gian tới, trong một vài phiên tới có thể không quá nhiều, hay còn gọi là tình trạng tiết cung. Thế nhưng cái bối cảnh hiện tại, liệu chúng ta có thể hồi phục để bứt phá ra khỏi những cái ngưỡng cản kỹ thuật hay không, liệu chúng ta có thể tạo ra được những cái ngưỡng, tạo ra được những cái xu hướng hồi phục bền vững hay không? Thì đầu tiên dĩ nhiên chúng ta phải đề cập đến, như chúng ta đã đề cập đến, đó là cái bối cảnh hiện tại. Vốn đã khó khăn rồi, nay càng khó khăn hơn với những cái thông tin mới được đưa ra về cái sự kỳ vọng của nền kinh tế của Fed. Thì họ cũng đã thay đổi những giọng điệu, trong đó trước đây thì kỳ vọng rằng suy thoái không xảy ra, rằng một cái cú hạ cánh mềm có thể xảy ra, thì đến bây giờ thì họ đã thừa nhận được rằng là cái xác suất về xảy ra suy thoái chắc chắn xảy ra rồi, và cái mục tiêu quan trọng nhất vẫn là kiềm chế lạm phát. Tiếp theo đó thì cái lãi suất mục tiêu về cái số liệu đã đưa ra rất là rõ ràng. Bối cảnh của thị trường Việt Nam chúng ta cũng đã bắt đầu có sự phản ứng rồi, thì bối cảnh về mặt vĩ mô lúc này là không không phải là thuận lợi để thị trường Việt Nam chúng ta có được một cái sự hồi phục bền vững. Tiếp theo đó thì có một số thông tin có thể coi như là bấu víu về khả năng của thị trường Việt Nam chúng ta có một cái sóng hồi phục từ nay cho đến tháng 10. Thì cá nhân mình cho rằng cái thông tin về khả năng tăng trưởng kỷ lục của quý 3 thì khả năng cao sẽ xảy ra, tuy nhiên nó vẫn xảy ra dựa trên một cái yếu tố là vẫn vẫn có một cái ngoặc ngoặc ở yếu tố gọi là low base, yếu tố nền thấp của năm 2021 tạo ra sự tăng trưởng đó. Và cuối cùng khi mà chúng ta xem xét về kỹ thuật thì cái yếu tố kỹ thuật trong thời gian trước chúng ta quan sát, đầu tiên là một cái sóng hồi phục về mặt tiết cung của thị trường Việt Nam kéo dài kể từ tháng 7 cho đến tháng 8, thì nó tương tự, gần tương tự như là sóng hồi phục tiết cung xảy ra vào giai đoạn khoảng tháng 7 cho đến tháng 10 của năm 2018, và tương tự cũng đã xảy ra đó là vào khoảng đầu năm 2019. Thì một cái dấu hiệu để kết thúc cái sóng hồi phục đó thì vào những cái buổi livestream trước chúng ta kết luận được rằng đó là những cái phiên giảm điểm kiên quyết dứt khoát, nến đỏ dài cắt xuống phía dưới đường EMA 20, và mặc dù có thể thị trường có những pha bung sháp sau đó, nhưng tổng thể thì cái xác suất giao dịch của thị trường kể từ thời điểm có những phiên giảm xuống phía dưới, cắt xuống phía dưới mốc EMA 20, EMA 20 là không còn nhiều nữa. Thì tương tự như vậy chúng ta quan sát được cái phiên xảy ra với cái dấu hiệu như đó là vào ngày 7 tháng 9 năm 2022, và kể từ thời điểm đó là vào ngày 7 thì cái sóng điều chỉnh, xin lỗi, cái sóng hồi phục về tiết cung của thị trường Việt Nam chúng ta kết thúc rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì nhà đầu tư chúng ta có lẽ sẽ phải chấp nhận một cái xu hướng điều chỉnh có thể sẽ kéo dài, và cái xu hướng điều chỉnh này trong ngày hôm nay chúng ta xem xét một số yếu tố mà kỹ thuật trong quá khứ, những một số cái dấu hiệu có thể coi như là tạo đáy của thị trường trong quá khứ, để chúng ta có thể tham chiếu vào đó chúng ta tìm kiếm những dấu hiệu trong thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Thì về cái sóng điều chỉnh trong quá khứ thì chúng ta cũng sẽ có một cái trendline, thì cái dấu hiệu đầu tiên thì sẽ là vượt qua trendline giảm trước đã. Tiếp theo đó thì sau sau khi vượt ra khỏi trendline giảm, thông thường thị trường sẽ có những pha lình xình có thể kéo dài trong vòng 1 đến 2 tháng, trong vòng 1 đến 2 tuần, sorry, trong vòng 1 đến 2 tuần. Thì hiện tại về những cái dấu hiệu đầu tiên đó là vượt ra khỏi trendline giảm thì thị trường Việt Nam chúng ta chưa chưa vượt qua. Cái vùng cản có thể coi như là cái cận trên của cái kênh giá giảm hiện tại thì đó là vùng 1.230 điểm. Thì chỉ số VN Index trong ngày mai, trong một số phiên tới có thể sẽ test cái mốc này 1.230, thì cũng là khu vực mà nhà đầu tư chúng ta cũng tham gia bắt đáy khá là rõ đấy.
Tức là vào đầu tiên là vào phiên của ngày 9 tháng 9, tiếp theo đó là phiên của ngày 14 tháng 9 thì đều xuất hiện lực cầu ở xung quanh vùng 1.300, 1.230. Thì trong một vài phiên tới khi mà chỉ số tiệm cận trở lại vùng cạn vùng vùng 1.230 thì cùng nghĩa với việc là một số lượng lớn cổ phiếu sẽ quay trở lại cái vùng giá mà nhà đầu tư chúng ta đã tham gia bắt đáy, và thông thường thì sẽ xuất hiện những lực bán. Khi với nhà đầu tư chúng ta gồng trong một vài phiên rồi thì chỉ muốn giá cổ phiếu quay trở lại mức giá mình mua, đúng không ạ? Và đó là cái bản chất lý do tại sao mà khi chỉ số quay trở lại vùng thanh khoản cao thì sẽ tạo ra một cái vùng cản ngắn hạn, và thông thường khi chỉ số vượt qua vùng này thì có thể sẽ là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy thị trường đã thoát ra khỏi một xu hướng điều chỉnh. Còn hiện tại thì trong phiên ngày hôm nay, cá nhân mình đánh giá là không về về mặt nến thì cũng tương đối thuyết phục, nhưng thanh khoản thì thấp quá, và cổ phiếu leading thì là những cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa ở mức trung cấp trở xuống như là chứng khoán SSI, VND, HCM, VCI. Thì trong nhóm cổ phiếu này chúng ta có một đáy đầu tiên, giao dịch cũng tương đối khó. VCI thì chạm được đến vùng hỗ trợ vùng giá 32. SSI thì chủ yếu là qua bán thì hồi lên, VND tương tự như vậy, HCM đang trong một cái vùng tích lũy với một cái mẫu hình cũng tương đối là khó chịu và khó trade ở đây. Đối với nhóm chứng khoán thì cá nhân mình thấy rằng có lẽ chúng ta ưu tiên HCM tích lũy trong một vài phiên tới để có thể tham gia điểm mua. Đối với nhóm đầu tư công thì sao? Đây là nhóm leading thứ hai thì C4G rồi FCN và một số cổ phiếu khác như là VCG, rồi là nguyên vật liệu đầu tư công chúng ta có PLC, Nam Kim, Hoa Sẽ, xin lỗi là Hòa Phát, thì đều có được cái sự rất là đa dạng, kể cả đối với nhóm xây dựng đầu tư công thì nữa thì cũng rất là đa dạng đối với nhóm cổ phiếu này. Cá nhân mình thấy rằng để gọi là trade theo dòng tiền thì cũng tạm ok, một số cổ phiếu cũng đang tích lũy tốt, ví dụ như C4G hay như là VCG với mẫu hình vai đầu vai ngược, đúng không ạ? FCN cũng tương tự như vậy, đang trong mô hình vai đầu vai ngược, đang quay trở lại test MA 200. Thế nhưng trong bối cảnh hiện tại, trong cái xác suất của thị trường hiện tại thì có lẽ chúng ta vẫn trade với tỷ trọng trong tài khoản rất là nhỏ, và làm sao để ép sát cái ngưỡng stop loss lên. Và chúng ta vẫn phải hiểu rằng một cái rủi ro có thể lớn hơn cái cổ phiếu chúng ta nắm giữ, có thể cổ phiếu khỏe, những cái rủi ro mà thị trường vào lúc này vẫn còn tương đối lớn, và chúng ta trade với tỷ trọng nhỏ mà thôi. Một sóng hồi phục về kỹ thuật có khả năng xảy ra, nhưng để tổng kết lại thì mình chưa nhìn thấy một dấu hiệu có thể coi như là vững chắc để cho thị trường đã tạo đáy ở thời điểm hiện tại. Và đó là những điểm mà mình chia sẻ cho buổi livestream trong ngày hôm nay, cũng tương đối ngắn gọn thôi. Chúng ta xem xét về bối cảnh kỹ thuật, về bối cảnh vĩ mô một chút, về forward cho từ nay cho đến 2023, 2024, và một số yếu tố kỹ thuật của một số cổ phiếu thuộc nhóm trụ hiện tại có giao dịch được hay không. Chúc anh chị có phiên giao dịch cuối tuần ngày mai thật là thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.